biết viết gì vào bài hết. Trong đầu có gì thì viết này thôi bro. Rồi, ôi, do cấu tạo của con tôm chứa chất thải trên đầu nên viết những thứ trong đầu của nó thì chỉ được những cái đống này thôi. Này nấu cổ Tết, con nêm gia vị vị phong vào chưa? Con kiếm được mấy lò mắm muối cũ trong nhà kho, đang định dùng. Hỏng rồi, giờ ta phải ra chợ mua bột canh và tương ớt vị phong. Không được cho mẹ thấy lò gia vị của mày đâu đấy, không là nó đồn. Mẹ vẫn chưa thấy gì đó bố ơi, cậu bỏ tay ra không thì bảo. Sao mọi người xem chùa nhiều thế? Đăng ký kênh, ủng hộ mình đi mà. Hôm nay gió Fokker mời Fiona Frost về nhà dùng cơm. Nhưng vì có thù oán từ trước nên Fiona Frost đã quyết định hạ độc gió Fokker bằng cách đầu độc vào thức ăn. Sau khi cho thuốc độc vào thức ăn, cô ta liền đánh trảo hai đĩa thức ăn lại cho nhau. Xin mời. Giờ thì ngụm củ tỏi nha mày. Rồi, ôi, chắc Fiona Frost không biết rằng đồ ăn do gió Fokker nấu ra nó tệ hại đến mức chả khác gì chất độc cả. Kẻ địch tới, nổi tóc của bạn vào con tôi rút máu lên. Rồi, ôi, ông này bị trọc đầu thì lấy đâu ra tóc mà kết nối với con tôi rút cơ chứ. Mọi năm Tết buồn, năm nay Tết thật vui. Gì? Vui cái gì? Sao mà vui? Mọi năm tao thấy mày mua sắm nhiều, tần mấy ngày, tao nhìn mà chạnh lòng á. Năm nay thấy mày ở nhà, chắc là hết tiền giống tao rồi đúng không? Có cái cục cướp. Tao lên Lazada mua xong xuôi hết rồi, đang có tiệc bùng xỏa từ ngày mùng 5 đến 15 tháng 1, lại còn được hoàn tiền đến 2,3 triệu cơ. Nhìn đây này, đồ tao sắm Tết đấy, vẫn chưa hết đâu, khóc đi. Khóc to lên. Ôi trời ơi, người ta nuôi chó chỉ tốn tiền mua xương cho nó mà thôi, còn nhà này nuôi chó lại tốn thêm cả đống tiền cho nó đi shopping nữa kìa. Nếu một ngày người bạn tin tưởng lại chọn quay lưng về phía bạn, hãy bóp đít thỏ. Anh chàng này chăm chỉ tập luyện ngày đêm với hy vọng sẽ vô địch giải quyền ăn thế giới. Tốt lắm, nếu cứ tập luyện như này rồi cũng vô địch quyền ăn nữ. Hả? Sư phụ lại khéo đùa, con tập luyện cột chỉ để lòe gái và dọa mấy thằng trẻ trâu ranh con thôi mà. Ngày mai có trận quyết đấu, con cứ tấn công thẳng vào một điểm yếu. Ví dụ như với ta thì tấn công tập trung vào cái nốt ruồi trên mặt. Hãy nhớ lời ta dặn, nhất định sẽ chiến thắng tất cả. Và thế là trận quyết đấu cuối cùng đã diễn ra. Nhưng anh chàng kia bị sốc nặng. Vì đối thủ có quá nhiều nốt ruồi nên anh ta chả biết tấn công vào cái nốt ruồi nào cả.